Ngày xưa, ở một làng nọ có chàng trai trẻ chưa vợ, sống bằng nghề làm ruộng. Một ngày nọ, anh ta xách rìu vào rừng kiếm củi. Trời ơi, con chim sẻ kia sắp phải làm thức ăn cho con quạ độc ác. Mình phải cứu nó mới được. Mày đã được cứu thoát khỏi con quạ độc ác rồi đó. Hãy mau chóng tỉnh lại nhé, chim nhỏ. Hừ, chỉ là một tên nông dân quèn mà dám ném đá ta. Này, con chim dữ, hãy đi đi, hãy cút ngay. Được, rồi ta sẽ quay lại báo thù. Nhờ có chàng trai tận tình săn sóc, chú chim sẻ tỉnh lại và cất cánh bay được. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Xin hãy chờ tôi một lát, tôi có vật này muốn biếu chàng. Chỉ một lúc sau, chú chim sẻ đã quay trở lại, mang theo một chiếc lọ nhỏ đựng thứ nước thần kỳ. Đây là lọ nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không ai có. Sau khi chim sẻ bay đi, anh Tần Ngần mở nút ra xem, thì ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào bay ra. Chà, thứ này chỉ để cho các bà các chị làm đỡm, đâu để hạng như mình dùng đến. Nghĩ vậy nên khi gánh củi về tới nơi, anh liền treo chiếc lọ lên kèo nhà. Thời gian thấm thoát trôi, anh mãi bận bịu với công việc đồng áng, rồi quên bẵng chiếc lọ kia. Ít lâu sau, anh cưới cô vợ cũng con nhà nông. Vợ anh quanh năm chân ngắn tay bùn nên đen đuổi, xấu xí. Vậy nhưng hai vợ chồng rất mực yêu thương nhau. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, người vợ tình cờ thấy chiếc lọ treo trên kèo nhà. Chà, thơm quá. Chốc nữa mình đem pha với nước tắm thì thơm tho phải biết. Sau khi tắm xong, người vợ bỗng trở nên xinh đẹp, mỹ miều, tự tiên nữ giáng trần. Khi dòng nước thần trôi xuống mấy luống hành bên giếng thì hành cũng lớn phỏng lên lạ thường. Mình ơi, tôi đã về rồi đây. Cô là ai thế? Còn vợ tôi đâu? Tôi đây chứ đâu, mình không nhận ra tôi ư? Vợ tôi xấu xí chứ đâu có xinh đẹp thế này. Nhưng cả đời này tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi. Mình có thấy vết sẹo này không? Mình đã nhận ra tôi chưa? Đúng là mình rồi. Mà sao mình bỗng dưng trở nên xinh đẹp như vậy? Tất cả là nhờ chiếc lọ nước này nè mình à. Thật thần kỳ. Sau khi tôi tắm thứ nước này, bỗng trở nên xinh đẹp bội phần luôn. À, thì ra là lọ nước thần mà chim sẻ đã tặng ta năm xưa. Từ đấy, anh cứ quấn quýt lấy vợ, không rời nửa bước. Nhưng việc đồng áng không thể bỏ bê, anh liền thuê thợ vẽ hình vợ, rồi mang theo mỗi khi ra đồng làm việc. Ôi, con quạ kia, mau trả lại bức tranh cho ta mau. Con quạ kia, mau trả lại bức tranh cho ta mau. Để báo thù việc anh ném đá giành mồi của nó năm xưa, quạ mang bức tranh vào đến tận kinh đô, rồi thả xuống ở sân rồng. Tâu bệ hạ, có bức tranh vẽ một người đàn bà vô cùng đẹp, được con quạ thả xuống trước sân điện. Chà chà, ta chưa từng thấy ai đẹp bằng người đàn bà trong bức tranh này cả. Hẳn là trời sai con quạ đến mách cho ta đây. Các người phải tìm bằng được người đàn bà trong tranh, mang về đây cho trẫm. Tuân lệnh hoàng thượng. Bọn lính tỏa đi khắp các vùng để dò hỏi, nhưng vẫn không thấy tung tích của người đàn bà trong tranh. Một ngày nọ, chúng tìm đến ngôi làng nơi chàng trai sinh sống. Tình cờ ta có nhặt được bức tranh này rơi dọc đường. Dân làng có ai bị mất bức tranh này thì tới gặp ta để lấy lại. Bức tranh của tôi đấy. Hôm trước tôi đang làm đồng thì con quạ cắp mất bức tranh bay đi. Tôi đuổi theo nhưng mà không có kịp. Nàng xem, ta đã tìm được bức tranh vẽ nàng rồi. Từ nay ta sẽ nâng niu gìn giữ nó thật cẩn thận. Tìm được người đàn bà trong tranh, lũ lính mừng rỡ bắt nàng về kinh thành, mặc cho chàng trai vật mình than khóc. Sau khi bị bắt vào cung, người vợ vô cùng buồn rầu. Cả ngày không cười, không nói, cũng không cho một ai đến gần nàng.
Nhà vua hết sức phiền lòng, bèn hạ lệnh cho rao trong dân chúng, hễ ai có cách gì làm cho nàng cười nói lên được thì sẽ ban thưởng cho quan cao lộc hậu. Vậy nhưng mọi cách đều vô hiệu, tưởng chừng tâm hồn nàng đã trở nên lạnh giá. Không biết giờ này nàng đang nơi đâu. Loa loa loa, nhà vua có lệnh, ai làm cho người đẹp trong cung nói cười được thì sẽ được vua ban thưởng. Hẳn là nàng đang ở trong cung, mình phải lên kinh thành tìm vợ mới được. Trước khi đi, anh nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một cánh quẩy theo. Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Hãy gọi người hằng hành vào cho ta. Chàng đã lặn lội tới tận đây để tìm ta. Hẳn là do những cây hành to kỳ lạ này khiến cho nàng nói cười vui vẻ trở lại. Nếu ta cải trang thành người gánh hành, hẳn là nàng sẽ vui lắm đây. Nào, hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau. Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nào, chàng hãy mau mặc áo lăng bào vào đi. Lính đâu, mau đuổi cổ lão bán hành ra ngoài cho ta. À, ta mới là vua, mau thả ta ra. Cuối cùng vợ chồng ta cũng được đoàn tụ với nhau. Từ nay hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia tách rồi. Hoàng quân chán lão vua cũ tham lam, háo sắc nên đồng thuận tôn chàng trai lên làm vua. Từ đó chàng trai ở lại cung điện, cùng vợ chăm lo cho muôn dân cuộc sống ấm no, thuận hòa. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.